Thưa quý vị, để phục vụ cho công tác phòng chống dịch, Long An tăng cường huy động nhân lực từ nhiều nguồn, sẵn sàng đáp ứng các tình huống dịch bệnh, đặc biệt là phục vụ các bệnh viện dã chiến. Tiểu ban nhân lực tỉnh đã lập danh sách cán bộ công viên chức trong các cơ quan cấp tỉnh đăng ký tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng huy động hỗ trợ khi có nhu cầu. Riêng lực lượng cho các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị đến thời điểm này trên 4.500 người. Ngoài ra, toàn tỉnh còn có gần 5.000 nhân viên y tế tham gia chống dịch. Bên cạnh đó, tỉnh đã huy động 730 người tham gia hỗ trợ xét nghiệm cộng đồng, tiêm vaccine COVID-19 và hỗ trợ phục vụ tại một số bệnh viện dã chiến, tăng cường 717 người và hỗ trợ cho các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An. Đoàn thanh niên cũng huy động hơn 4.700 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, chốt kiểm dịch, đội truy vết xét nghiệm. Bên cạnh đó, tỉnh đã được Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và các tỉnh như Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Thái Nguyên hỗ trợ tổng cộng 332 người. Đặc biệt, đối với các bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh, nhìn chung nhân lực và công suất giường bệnh viện cơ bản đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân COVID-19. Hiện tính chung toàn tỉnh, các bệnh viện dã chiến chỉ đang hoạt động khoảng 40% công suất giường bệnh.